Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và như mọi người thấy thì mình đang đi săn multi bằng cái trái mochi nhé anh ơi. Mới vào server thì thấy mấy anh em đang bê bê rất là đông. Bây giờ mình đã tham gia ở đây này anh em ơi. Ôi, gặp ngay cái ông Spirit nhỉ. Gặp ngay cái ông Spirit. Vâng, thấy ngay combo của ông ấy rồi. Ông ấy đánh đau thế nhỉ. Đánh đau quá anh em ạ. Đây là ác 3 triệu bounty anh em ơi. Ác 3 triệu bounty nhé. Mình đã vượt được tới 4 rồi. My God, lại có một thằng photo nó lại nó hút mình anh em ơi. Lại thật đấy, khốn nạn. Quá là khốn nạn anh em ạ. Spam V này thì mình không đỡ nổi anh em ơi. Một thằng độc thai bot, một thằng độc thai bot, một thằng thì photo với lại trong gì kia. Ui ôi, thằng heo rồi, ui dồi ôi. Cày quá, cày quá. Trời ơi, ra sẽ phải báo thù anh em ơi. Báo thù, xúc là báo thù. Báo thù ra đây để bảo là rất là đông, bây giờ đang đông hơn rồi anh em ạ, chứ không phải là ba người như vậy đâu. Lao vào tham chiến ở cái chỗ này, vâng, bắt được thanh niên này, thằng Spirit này thì nó đang tỉa ở trên, không sao cả. Ok, ra ngoài đâu rồi thằng này, lên bảng đến số không anh em ơi, lên bảng đến số không anh em ơi. Vâng, tôi đã báo được thù rồi anh em ơi. Tin Lê này, Tin Lê 12456 đã lên bảng đến số. Và tiếp theo là thằng nào đây anh em, tiếp theo là thằng nào đây? À đều đều đang có mấy thằng băng băng đang ở đây này, đang có mấy thằng dùng trái băng nó đang ấy giả. Thằng photo lại ra cay ra đây anh em ơi, photo nó đang cay, nó lại ra đây, nó đang mẹ dình bắt mình ơ, như nó đang rất là cay mình đó. Mình bao tí thấp mà, bao tí thấp mà bắt được nó rất là cay. Kệ nó đi, đây nó đang rượt rượt mình ra đây rồi, nó ra đây rồi. Nào đâu rồi em ơi, photo này, photo vừa nãy đấy 21 thôi nha, vừa nãy là 21 thôi nha, mày đừng có lao nha, không ăn phép. Dính trưởng rồi anh em ạ, nó dính combo của mình. Dính combo của mình là lên bảng đếm số anh em ơi. Chú đéo chưa lên anh em ạ, nó lại hút được vào kia rồi. Nó lẩn như trạch rồi. Lẩn như trạch này. Sắp đi rồi anh em ạ, nó sắp đi rồi. Đâu rồi. Mày để anh này báo thù mày phát này, mày chạy ghê thế. Chạy ghê thế nhở. Làm sao mà chạy được phát này nữa anh em ơi. Làm sao mà chạy được phát này nữa. Dính trưởng này, chạy đi đâu rồi, 33 rồi anh em ơi. Anh em vào để xem đến đây thì anh em hãy like và đăng ký kênh, đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau của mình nha anh em nhé. Và xin thông báo cho mọi người biết là đây là kênh thứ hai của mình nha anh em. Kênh đầu tiên đó là kênh Mr. Bub Gaming và kênh thứ này là kênh Bub Gaming 2 nha anh em ơi. Thỉnh thoảng thì mình làm video ở kênh này cho anh em gọi là tìm kiếm. Ui, sẽ double kill anh em ạ. Ôi, triple kill không? Triple kill không? Ui dồi ôi, đúng là báo thủ khác. Sukuna thật là kinh khủng quá. Đây là V4 rồi anh em ơi. V4 thì ra đoạn này thôi anh em ơi. Thằng này láo này, Spirit này. Thằng Spirit này. Spirit nó đang mẹ xả ép. Ái là mày xả ép anh. Xả này. Lên bảng điểm số. Lên bảng điểm số anh em ạ. Vâng, rất là nhiều bounty ở những cái thanh niên này luôn. Này, thanh niên này. Ui dồi ôi. Thanh niên này. Lên bảng đếm số. Úi dồi, chạy được anh em ạ. Chạy này thì chạy này. Láo nháo pháo ăn xe à. Mày định làm gì anh đây? Mày định trêu đùa với Sukuna. Sukuna của anh nó rất là kinh khủng đấy. Không phải đùa đâu, không phải dạng vừa đâu. Ok. Ái da. Cảm ơn thằng Cu Băng nhá. Cu Băng đã khống chế để anh này gạt thằng này lên đây. Úi dồi, trượt thôi. Nó đang phải bị làm chậm. Bởi vì là tộc cá và anh làm chậm anh em ạ. V4 lên và anh làm chậm. Như anh em thấy tộc cá V4 lên của anh rất là trâu, nhưng mà đặc biệt là Cung Gia rồi nhá. Cung Gia hồi nộ rất là nhanh. Đấy, chạy làm sao được với con tộc cá của anh. Lên bảng đến số. Đấy, con bò này bất hủ anh em ạ. Bây giờ anh quay trở lại sàn đấu với tư thế bất bại. Tư thế bất bại và rượt từng con mồi một. Đấy chứ. Này, chạy đi đâu. Rồi, thằng kia quấn luôn vào đây. Vẫn còn nhiều máu quá. Không, ui ôi, cũng sắp đi rồi anh em ạ. Hai thằng mà. Thằng này đi trước anh em ạ. Đi trước không? Xong đấy. Spirit đã lên bảng đến số lần thứ hai. Này, thằng này là thằng nào? Thằng này là thằng nào? Có lên bảng đến số lần thứ ba hay không? Đấy, ra biển ạ. Ra biển thì đối với anh tộc cá nó quá là kinh khủng rồi, mày đừng có ra đây làm gì cả. Tộc cá mà. Mày có dí anh xuống nước thì cũng không sao đâu nhá. Nên nhớ là cái điều đó nhá. Thằng này là thằng ăn chạy băng. Thằng này chạy băng. Chạy
ra đây làm gì? Xong rồi. Ôi chưa xong. Xong chứ còn gì nữa. Ba rồi anh em ạ. Đấy. Ai giả Spirit à? Spirit này, thằng này 22 23 rồi anh em ạ. Đây là Sukuna báo thủ với gọi tốc độ báo thủ rất là kinh khủng. Tốc độ báo thủ. Ôi nó dìm xuống nhưng mà không sao cả, lật xuống sâu nữa thì cũng không sao đâu vì anh là tộc cá, anh có thể ngụp lặn ở dưới nước. Có thể hụp lặn ở dưới nước với độ sâu hàng ngàn km cũng không sao cả. Rồi, nhưng mà mày bị hụt xuống nước là mày lên bản đến số đó, thấy chưa? Rồi lại ra chiến trường ngoài này thôi. Ra chiến trường ngoài này thôi anh em ơi. Với ôi 33 rồi, cái thằng kia 33 rồi anh em ạ. Quá là ngầu luôn đấy anh em ơi. Anh em mới chơi thì hãy nên chơi tộc cá nhé, nó rất là kinh khủng, nó rất là trâu. Đặc biệt là khi mọi người bật lên 4 lên thì ái dạ. Rồi, tí chết anh em ạ. Dính máu nữa thôi anh em ạ, còn độ 1000 máu nữa thì là hẹo rồi, nhưng mà may quá. Và được V4 lên là sức sống nó lại mãnh liệt trở lại và quen trở lại chiến trường. Rồi. Chúng ta đang ở trên không và thằng này lên bảng đến số tiếp. Ui ôi, làm sao đấy? Lag anh em ạ. Lag nhưng không sao. Xong rồi, cứ một mạng ra đi thì chúng ta lại được hồi lượng máu rất là kinh khủng, vài ca máu. Rồi, xong này xong rồi. Ôi dồi ôi, chạy được kìa, thằng Spirit nó thả lắm. Ui, không chạy được đâu em ơi. Anh thả Mochi bùm phát là mình chết ngay. Đỡ làm sao được. 10 điểm anh em ạ, 10 điểm. Ui dồi, xong này. Ai dì anh à. Rồi, không sao. Anh em thấy không, thanh nộ tụt rất là ít, tụt rất là chậm. Và với cái tốc độ này thì chúng ta có thể gọi là tan sát ở đây anh em ạ. Chụp một thằng, hai thằng lại double kill nữa anh em ơi, quá là đỉnh luôn. Với cái tốc độ báo thủ của tôi như thế này thì không biết là có thằng nào hạ sát được tôi ở đây nữa hay không. Từ nãy đến giờ là V4 lần thứ hai rồi. Đấy, lần thứ hai rồi. Gọi là từ lúc mà hy sinh lần đầu tiên thì tôi đã quay trở lại với tinh thần chiến đấu của một ninja báo thù anh em ạ. Một ninja báo thù. Và tôi ở trong một cái hình hài Sukuna. Anh em cũng có thể gọi tôi là Sukuna báo thù. Đấy. Rồi. Mày. Ái xả làm sao mà đỡ được, Ôi. Lên bảng thứ 6. Đấy. Anh em thấy không? Tốc độ tàn sát của tôi nó quá là kinh khủng luôn. Nó kinh khủng đến mức mà không có thể ai có thể cưỡng lại được kìa. Wow. Cái gì vậy? Đâu rồi? Thế nào? Đi ra đây nào. Xong. Quá là đơn giản anh em ạ. Từ nãy đến giờ chắc phải giết được độ vài chục mạng ở đây rồi anh em ạ. Cứ làm đi làm lại mấy thanh niên lại giúp hết trong này rồi. Sợ rồi. Ái da, thằng này đây. Thằng này đứng lên làm gì đây? Ái da. Long vòng này. Mày tính long vòng đến bao giờ? Đi ra đây nào. Spirit à? Tiếp chiều với anh thì anh chiều chú nha. Anh chiều chú nha. Với lượng body thấp nhưng mà anh không hề sợ thẹt cái gì hết nha. Đừng đùa với anh. Ác này là ác phụ và chỉ có duy nhất là tổng cá full gear, hình như là còn thiên thần nhưng mà chưa full gear thì phải. Rồi, lại đây. Đó. Với cái combo này thì khá là bất hủ. Bắt từ xa nha. Chúng ta có thể là bột thức khi nhảy lên thì chúng ta X. Nhấn X của Mochi này. X của Mochi sẽ lại gần, sau chúng ta nhấn C. Ta cấu vào chúng nó, hoặc là chúng ta có thể nói chung là kết hợp rất nhiều, có một cái nhiều kiểu combo lắm. Có thể là bạn bột quyền chúng ta kéo nó lần gần chúng ta C. Đấy. Nó chạy ra thì chúng ta lại kéo nó lại, nó rất nhiều combo linh hoạt để trong khi chiến đấu chúng ta có thể là giết được đối thủ anh em ạ. Rồi. Này V4 này, V4 thì sao? Mày chạy đi đâu? Rồi. Hai thằng nó lao trượt vào nhau anh ạ. Ui dồi ôi. Thả về cũng quá, thả về cũng quá. Rồi. Vẫn còn thanh niên này đang nhảy nhụa với mình đây anh em ạ. Nãy giờ 33 với mình rồi, đang hơi cay sao ấy. Đang rất là cay.
Hiện tại thì thanh niên đang rất là cay cú nên là đang duyệt mình với tốc độ gọi là rất là kinh khủng. Ủa ôi, còn dính máu anh em ơi. Thôi chắc xong rồi, chắc xong rồi. Nãy giờ bất tử với vài chục mạng đấy, nhưng mà chắc là lần này là phải đi với thanh niên này ư? Liệu có đi với thanh niên này hay không? Ôi dồi ôi, hẻo rồi anh em ạ, hẻo rồi anh em ạ. Tưởng là bất tử nhưng chưa bất tử anh em ạ. Rồi tôi lại ra đây, tôi lại trả thù nó anh em ơi. Nó biết né đấy. V4 à, V4 thì sao? Ôi tộc quỷ này cũng hơi khó chịu tí anh em ạ, nhưng mà tôi được cái là ví dụ tôi mà V4 lên là khá là trâu. Này xong, thằng này lên bảng đếm số 0 anh em ơi, lên bảng đếm số 0, lên bảng đếm số ô hay. Ôi trời, còn tí máu nữa thôi kìa. Nó V4 nó cấu được máu nên là nó bị tụt, nó cũng không được gì nhiều. Này xong đấy, đấy là ninja báo thủ đấy anh em ạ. Sukuna anh em gì đây, Sky Camper vãi cả đi. Mấy thằng fake bounty này dám cắn đều anh à. Ôi có lẽ là video của mình đến đây là kết thúc rồi anh em ơi. Hành trình báo thù của Sukuna thì cũng khá là kinh khủng anh em ạ. Để khuấy động mà gọi là server là anh em ao hết server rồi. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. Bye bye mọi người, chắc có lẽ là ra đây để chuyển server, hẹn anh em video lần sau nhá. Bye bye.